Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Desktop TV, nơi các bạn có những thông tin cập nhật nhất về thiết bị ngành ảnh, kiến thức, kỹ năng và đặc biệt là việc sử dụng các thiết bị nhiếp ảnh có trong tay. Và các bạn cũng đã thấy chiếc Sony A73 là một chiếc máy ảnh cũng đã ra đời cách đây một năm rồi, nhưng nó vẫn là một chiếc rất là tuyệt vời cho cả quay và chụp. Và bằng chứng là tôi đang sử dụng hệ thống Sony cũng như cái ống G Master và những ống kính khác để sử dụng cho những cái chương trình video của Desktop. Và chúng ta hãy bắt đầu trong vòng 10 phút tới những kỹ năng, những thao tác sử dụng cơ bản nhất cho chiếc máy ảnh này. Hãy bắt đầu. Và chúng ta hãy bắt đầu bằng ống kính, khe thẻ nhớ và các cái jack cắm. Thì việc đầu tiên, việc lắp ống kính vào thì các bạn cũng thấy rất là đơn giản. Gióng hai cái màu trắng vào đây và vặn theo chiều kim đồng hồ. Và khi mở ra thì chỉ việc bấm vào nút ở đây, vặn ngược chiều kim đồng hồ. Chúng ta cũng thấy rằng là Sony có một cái hệ thống ống kính hiện giờ cực kỳ phong phú và cực kỳ tốt, và tôi cũng khuyến nghị các bạn sử dụng các cái ống kính của Sony. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rằng là việc sử dụng adapter có thể giúp tận dụng được những cái ống kính L hay là ống kính nano của Nikon. Đây là những cái ống kính cũng thực sự là tuyệt vời. Chúng ta sử dụng các cái ống kính khác thì sẽ lấy nét chậm hơn một chút. Tuy nhiên, khi mà với những cái tác vụ chuyên nghiệp quay lấy nét bằng tay thì nó cũng không có vấn đề gì là đặc biệt lắm. Và các bạn có thể tận dụng được các cái ống kính khác nhau. A73 sử dụng hai khe thẻ SD, SDXC cũng tốc độ rất là tốt. Tuy nhiên, các bạn lưu ý rằng là khe thứ nhất có thể sử dụng UHS-II, nó cho một cái tốc độ ghi và đọc cao hơn, đặc biệt trong trường hợp chụp thể thao. Và vì vậy nên các bạn lưu ý là nên sử dụng các cái thẻ tốc độ cao cho cái khe thứ nhất có thể tận dụng được. Tôi đã có một cái video rất rõ về các cái thông số của thẻ nhớ, các bạn có thể theo dõi ở cái link ở dưới. Ở bên trái của máy chúng ta thấy những cái cổng như sau. Thứ nhất là cổng cắm micro. Ở đây các bạn nên sử dụng micro trong những tác vụ quay chuyên nghiệp để có được một chất lượng âm thanh tốt. Ở đây có một cái cổng cắm tai nghe để kiểm tra chất lượng âm thanh, cũng như là một cái cổng mini HDMI. Ở dưới này chúng ta thấy có hai cổng USB, trong đó có một cái cổng USB-C. Cả hai cổng này chúng ta đều có thể sạc được cục pin trực tiếp vào trong máy. Tuy nhiên, các bạn lưu ý rằng cổng USB-C có một cái tốc độ truyền dữ liệu cao hơn. Vì vậy cho nên chúng ta copy hoặc là chụp tether thì đây là một cái ứng dụng mà nên được sử dụng thường xuyên. Và chúng ta bắt đầu đi ngay vào các cái chế độ quay và chụp. Việc chụp thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ việc bấm cái nút chụp này vậy là xong. Và nếu như cần thì để mắt vào trong Electronic Viewfinder và chụp. Tuy nhiên thì việc thiết lập thông số chụp như thế nào? Trên cái vòng bánh xe mode dial ta sẽ thấy thứ nhất là cái vị trí về ô tô. Đây là cái vị trí mà chúng ta chắc chắn là trong một thời gian rất là ngắn chúng ta nên tránh, vì nó tự động hoàn toàn và chúng ta không thể khống chế được các cái thông số. Tiếp theo đây cũng là một chế độ tự động gọi là chế độ scene mode. Và ở chế độ scene mode này, khi chúng ta bấm vào function và vào cái vị trí ở đây thì sẽ thấy các cái cảnh chụp khác nhau, ví dụ macro, người chạy hay là chân dung, thì máy sẽ cố gắng chọn các cái thông số mà tương đối phù hợp với cái cảnh mà chúng ta chuẩn bị chụp. Tuy nhiên, gần như trong một thời gian rất ngắn ta sẽ sử dụng các cái tính năng MSAP, và theo đó thì chế độ M là khống chế hết tất cả các cái thông số khẩu tốc ISO. Khi ở chế độ M, bánh xe phía trước sẽ phụ trách về khẩu độ, bánh xe phía sau sẽ phụ trách về tốc độ, và bấm vào cái vòng bánh xe bên phải đây là nút ISO, ta sẽ có điều khiển được 3 thông số khẩu tốc ISO như mong muốn. Tuy nhiên, có một điểm rất là thú vị, tức là mặc dù ở chế độ M nhưng khi để ở ISO tự động thì máy vẫn tự động đo sáng cho chúng ta với khẩu và tốc mong muốn. Và nếu như thiếu thừa ánh sáng thì máy sẽ tự động tăng giảm ISO, và trong trường hợp này thì chúng ta lại dùng bánh xe bù trừ EV như là trong chế độ tự động. Tiếp tục ở cái chế độ ưu tiên khẩu độ thì cả vòng bánh xe trước và vòng bánh xe sau đều có thể điều khiển được khẩu độ, và cái vòng bánh xe điều khiển bù trừ EV ở đây. Khi chế độ ưu tiên tốc độ cũng như vậy, tại vị trí ưu tiên tốc độ thì cả vòng bánh xe trước và vòng bánh xe sau đều có thể điều khiển được tốc độ, và như vậy thì ai thuận cái vị trí nào thì có thể sử dụng các cái vòng bánh xe đó. Và ở chế độ P thì chúng ta cũng biết rằng là chúng ta chỉ khống chế được ISO và các điểm lấy nét, ngoài ra thì máy sẽ chủ động đo sáng và xác định cho chúng ta khẩu độ và tốc độ. Ngoài ra, nếu như ở chế độ M và vặn vòng bánh xe về tốc độ giảm đi, giảm nữa,
thì đến 30 giây đó là cái tốc độ tối đa mà chúng ta có thể giảm được. Tuy nhiên nếu như vặn tiếp tục nữa thì chuyển qua chế độ bulb. Và chế độ bulb này khi chúng ta bấm nút chụp thì máy bắt đầu chụp và nhả nút ra thì máy bắt đầu dừng chu trình, và trong trường hợp chúng ta chụp pháo hoa chẳng hạn thì đây là một cái chế độ cũng tương đối là thuận tiện. Và nếu như chúng ta muốn mấy chục giây hoặc thậm chí là vài phút thì việc bấm giữ nút trở nên rất là khó khăn, và chúng ta nên mua một cái remote, một cái điều khiển từ xa để có thể điều khiển được nhiều phút, ví dụ chụp thiên văn chẳng hạn. Về phần lấy nét thì sao? Chúng ta sẽ lưu ý là kiểu lấy nét và khu vực lấy nét. Khi bấm vào nút function và di chuyển qua vị trí này thì ta sẽ có cái kiểu lấy nét. Ở đây thì chúng ta sẽ có những kiểu lấy nét như sau. Thứ nhất là AFS là lấy nét một lần, và khi chúng ta bấm thì ta sẽ thấy máy kêu tít tít và khóa nét, và khi bấm suốt thì máy sẽ chụp, còn nếu không thì máy vẫn tiếp tục ở cái điểm khóa đó. Vị trí thứ hai đó là AFC. Chúng ta sẽ chụp những cái vật thể có thể di chuyển tới lui, và khi vẫn còn bấm nửa cò thì máy sẽ tiếp tục lock vào cái khu vực đó, và khi bấm chụp thì máy sẽ chụp. Còn vị trí AFA đó là tự động, nó sẽ máy sẽ tự tìm xem là vật thể đứng yên hay là di chuyển. Ngoài ra thì khi bấm vào MF tức là nét bằng tay thì ta sẽ thấy khi vặn vòng lấy nét thì sẽ điều khiển cái mặt phẳng nét chạy từ gần tới xa, và đồng thời màn hình chuyển qua magnifier giúp cho ta kiểm tra được cái độ nét chính xác. Tiếp tục là khu vực lấy nét. Ở đây thì ta có những khu vực như sau. Ở đây cái khu vực đầu tiên đó là khu vực lấy nét, khu vực rất là rộng và máy sẽ có xu hướng là bám vào cái vật thể đứng ở gần máy hơn. Khi ta chuyển qua chế độ chuyển qua khu vực là zone thì ta sẽ thấy là những cái zone nằm ở nhỏ hơn có thể di chuyển zone. Tiếp theo đó là điểm giữa, ở đây chỉ lấy nét ở điểm giữa và lấy nét linh động theo điểm nhỏ là flexible spot M và expand flexible spot. Điểm expand thì rộng hơn, còn điểm M thì nhỏ hơn, nó giúp chính xác. Tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng joystick di chuyển điểm lấy nét thì nó sẽ hơi chậm hơn, tuy nhiên nó sẽ chính xác hơn. Ngoài ra khi ở chế độ M hoặc thậm chí là chế độ AF và chúng ta muốn xác định rõ cái khu vực nào là khu vực nét thì có thể khởi động tính năng gọi là Focus Picking. Ở đây khi mà vào camera 1 và cái trang số 13 thì ta xuống cái Picking Setting. Ở đây chúng ta sẽ khởi động cái này lên. Và khi khởi động cái này lên thì nó sẽ cho là cái mức độ thông báo cũng như là màu. Hiện giờ tôi đang để màu trắng. Và khi chúng ta nhìn ở trong cái khung hình, nếu như chuyển qua chế độ lấy nét bằng tay thì sẽ nhìn thấy, ta sẽ nhìn thấy cái khu vực nét nó được nhá theo màu, và như vậy thì xác định cái khu vực nét rất là rõ. Một cái tính năng nữa đó là chụp êm ái. Ở đây chúng ta cũng thấy rằng là ngầm định là chiếc A73 sẽ sử dụng cái màn chụp cơ học và chúng ta nghe thấy xoạch một cái. Thì cái màn chụp cơ này nó sẽ giống như là cái máy DSLR và nó sẽ cho một cái khả năng chụp hoàn chỉnh nhất. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi ồn ào, và trong một số cái trường hợp chúng ta muốn thực sự êm ái giống như chụp bằng điện thoại di động vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ chụp êm ái. Ở đây chúng ta vào camera số 2 và vào số 4. Ở đây thì có cái chế độ Silent Shooting, và khi chúng ta khởi động cái chế độ Silent Shooting này lên và khi chụp thì hoàn toàn không nghe thấy một tiếng động gì, nhưng mà thực tế là hình đã được chụp ra. Và như vậy thì nó êm ái, tuy nhiên các bạn sẽ lưu ý rằng là nó sẽ có một hiện tượng gọi là rolling shutter, tức là nếu mà chụp những vật thể nào di chuyển rất là nhanh thì cái vật thể đó dường như bị nghiêng, hoặc là một số trường hợp nó sẽ lên cái đèn LED có nhiều vạch. Vì vậy cho nên hai cái bối cảnh đó chúng ta nên chụp bằng cái mechanical shutter, tức là cái màn chụp cơ học. Còn ngoài ra một số trường hợp êm ái chúng ta có thể khởi động lại này, và nó đôi khi nó êm quá mức cần thiết. Vì vậy cho nên tôi sẽ quay lại và chuyển qua cái màn chụp cơ học. Còn cái quay phim thì sao? Trên vòng bánh xe chúng ta thấy cái vị trí đó là quay phim, và chỉ việc bấm vào nút đỏ, đây là quay, và bấm tiếp theo là dừng. Tuy nhiên thì chúng ta nên thiết lập các cái thông số để quay phim bằng cách bấm vào menu
chuyển sang cái camera số 2. Và ở trong cái tab đầu tiên thì ta sẽ thấy đầu tiên là cái file format quay 4K hay là quay HD hay là quay AVCHD, nhưng mà bây giờ AVCHD nó cũ quá rồi cho nên là chúng ta chỉ quay 4K hoặc là HD thôi. Và khi xác định là quay HD và chuyển qua record setting thì ta sẽ quay bao nhiêu khung hình một giây, 50, 25 hay là 100, và chúng ta thấy là cái số bit này càng cao thì cái chất lượng video càng tốt. Ngoài ra thì hãy lưu ý một điểm là cái picture profile cũng khá là quan trọng. Khi ta vào trong camera số 1 và vào trang số 12 thì sẽ có picture profile. Ở đây thì nếu như những người quay thông thường thì sẽ không cần picture profile và quay thế nào thì được liền. Tuy nhiên những cái tay máy chuyên nghiệp hơn muốn có một cái file có thể có tiềm năng để chỉnh sửa file rất là đẹp thì chúng ta có thể có những cái picture profile như là Cine 4 hay là như là Log, S-Log 2, S-Log 3, và đây là những cái khu vực khá là chuyên nghiệp. Chúng ta cần thời gian để tìm hiểu thêm về các cái color grading để làm cho cái chất lượng video ở mức độ cao nhất. Một cái tính năng thú vị đó là cái quay thật là nhanh và chiếu chậm lại để cho slow motion, thì ngay ở trong cái bánh xe này chúng ta sẽ thấy cái vị trí là SQ. Và khi ở cái vị trí SQ thì máy sẽ quay 100 khung hình một giây và quay chậm lại 4 lần. Nó sẽ rất là dễ thương. Và nếu như chúng ta bấm vào đây thì có thể nhìn thấy đang ở chế độ SQ. Và tôi sẽ thử cho các bạn xem. Đó, và khi chiếu lại, mở chiếu lại thì mọi thứ trở nên rất là chậm và chúng ta có thể có được những cái hiệu ứng nghệ thuật cũng khá là thú vị. Và một vấn đề cuối cùng tôi muốn nói đến, nhưng đây là vấn đề rất là quan trọng, đó là chúng ta phải xác định là ghi vào trong cái file ảnh cái loại file như thế nào. Thì chúng ta sẽ bấm vào menu ở mục camera thứ nhất ở trang đầu tiên, chúng ta sẽ thấy rằng là cái file format chúng ta có thể ghi cái file RAW và file JPEG. Tôi khuyến nghị các bạn là ghi cả RAW và cả JPEG trong trường hợp là chúng ta không quá khó khăn về cái thẻ nhớ cũng như là cái ổ cứng. Tiếp theo đó là cái loại của file RAW, thì Sony nó cho mình một cái loại là nén và không nén, và tôi vẫn cho rằng là chúng ta nên để cái không nén để có thể đạt được một cái chất lượng cao nhất. Về chất lượng của file JPEG thì sao? Nó có 3 cái loại, một là rất tốt, loại tốt và loại thông thường. Tôi cũng cho rằng là nếu như chúng ta biết chúng ta không cần thì hãy để standard, còn nếu không thì hãy để extra file để đạt được một cái chất lượng cao nhất. Kích thước file thì sao? Thì hầu như chúng ta cũng nên để kích thước lớn nhất, trừ trong trường hợp là chúng ta in hình rất là nhỏ trong những cái tác vụ không cần phải chất lượng cao quá. Kích thước thì ngầm định là kích thước 3x2, nhưng mà ta có thể cắt qua 16:9 nếu cần thiết, và thậm chí là đây là chiếc máy full frame nhưng có thể sử dụng cái khung hình APS-C hay là Super 35 trong trường hợp là cần phải crop nhỏ, cần phải tăng cái tốc độ xử lý cũng như là tăng cái số file trong trường hợp chụp liên tiếp. Qua quá trình sử dụng chiếc Sony A73 thì tôi cho rằng đây là một chiếc rất là hùng mạnh với rất là nhiều tính năng cũng như có rất nhiều các cái cài đặt tùy chọn rất là hay. Tuy nhiên trong một cái thời gian là 10 phút thì tôi không thể nào mà nói hết một cái lượng kiến thức có thể vài tiếng được, và có thể các bạn có những băn khoăn trong quá trình sử dụng, và nếu như các bạn có những thắc mắc gì thì đừng ngại ngần, hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi và tôi sẽ cố gắng giải đáp. Đừng quên like, subscribe và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.